Xin chào các học sinh thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ đến với đề bài viết đoạn văn nghị luận xã hội khoảng 200 chữ bàn về sự cống hiến của thế hệ trẻ hiện nay. Bên dưới phần mô tả, thầy có để link để xem và tải 7 mẫu bài làm tham khảo về đề bài này. Trên video, mời các em và các khán thính giả cùng lắng nghe đoạn văn hay nhất. Chúng ta có được một cuộc sống ấm êm, tốt đẹp như hiện tại là một ân huệ rất lớn bởi sự hy sinh của những người đi trước. Chính vì thế, chúng ta cần biết ơn những công lao to lớn đó và phải cống hiến hết mình cho sự nghiệp phát triển nước nhà. Sự cống hiến là tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi con người, làm cho lý tưởng, mục tiêu chung ngày càng tốt đẹp, làm cho tập thể ngày càng đi lên. Sự cống hiến của thế hệ trẻ hiện nay là việc mỗi người trẻ, đặc biệt là các bạn học sinh, có tinh thần tự giác, ý thức học tập tốt, trau dồi bản thân để trở thành một công dân gương mẫu xây dựng nước nhà ngày càng giàu đẹp. Nhiệm vụ của thế hệ trẻ trước hết là cố gắng học tập, rèn luyện để hoàn thiện bản thân, sau đó là tiếp cận tới những tiến bộ của thời đại, ra sức cống hiến cho xã hội, luôn trong trạng thái sẵn sàng lao động và chiến đấu vì tương lai của đất nước. Bên cạnh đó còn là việc chúng ta yêu thương, giúp đỡ đồng bào, đoàn kết thành khối sức mạnh. Cống hiến là nền tảng của đoàn kết. Khi tất cả con người đoàn kết lại với nhau thì đất nước ngày càng vững mạnh hơn. Bên cạnh đó, sự cống hiến sẽ giúp con người đẩy xa cái tôi cá nhân, sự ích kỷ nhỏ nhen của mình, để từ đó hướng tới những điều tốt đẹp hơn. Bên cạnh đó, trong xã hội hiện nay vẫn còn có một số thanh niên sống vô trách nhiệm, quên đi trách nhiệm của bản thân đối với sự nghiệp chung của dân tộc. Sống ích kỷ, tư lợi cá nhân, chỉ muốn hưởng thụ. Đó là những hiện tượng lệch lạc cần bị lên án, phê phán, chấn chỉnh, bài trừ trong nếp sống và lối sinh hoạt hiện nay. Mỗi người chỉ được sống một lần và chỉ có một quỹ thời gian hữu hạn để cống hiến những điều tốt đẹp cho đất nước, cho xã hội. Chúng ta hãy ý thức được điều đó và cố gắng hơn nữa để bản thân tốt lên cũng như cống hiến được những điều tốt đẹp hơn cho xã hội. Hết bài. Cảm ơn các em đã lắng nghe.